bé 3 tuổi bất ngờ lao từ nhà ra đường, xe ào tới tránh không kịp. Thủ Đức, ngôi nhà cấp 4 cháy ngùn ngụt trong đêm, nhà 7 người thì có đến 6 người thiệt mạng. Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 30 tháng 3 đã khiến 6 người không qua khỏi và một người bị thương nặng, đang cấp cứu tại bệnh viện. Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này xảy ra ở phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức. Đây là cũng nhà dượng. Nhà dượng của anh ạ? Anh là ở phòng trọ trong đây. Thì lửa cháy người bà, bên đây là bà, mới chạy qua kêu anh. Thì cái lúc đó chút cỡ 1 mấy 2 giờ là đi qua là lửa là phòng cháy chữa cháy vừa tới luôn. Vậy thì phải bức xúc muốn sụi luôn, đứng hết nổi luôn. Qua là đâu có vô cứu được đâu, phá cổng rồi, phá nhà, phá chết trong nhà, chết ngọt trong nhà. Dạ. Đứng khóc luôn như thế nào, rớt nước mắt nè. Mình là người ngoài, mình còn đổ đứt ruột đi, chết hết cả gia đình rồi còn gì nữa không? Cụ thể, khoảng 1 giờ sáng ngày 30 tháng 3, ngọn lửa bất ngờ bốc lên dữ dội tại căn nhà nằm ở khu phố 3, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức. Trong đêm tối, mọi người phát hiện sự việc đã vội vàng hô hoán nhau dập lửa, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng. Ít phút sau, lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hỏa. Tuy nhiên, phát hiện 6 nạn nhân đã không thể qua khỏi, là người trong cùng gia đình, bao gồm vợ, con dâu, hai con, hai đứa cháu nội ngoại của chủ nhà tên T. Trong khi đó, chủ nhà thì bị thương nặng. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Cũng theo nguồn tin trên, nguyên nhân dẫn đến sự ra đi thương tâm của các nạn nhân nhiều khả năng là do ngạt khí. Theo lời kể của cư dân sống tại khu vực, thì ngôi nhà bị cháy là nhà cấp 4. Khi phát hiện xảy ra sự cố, mọi người đã dùng thiết bị chữa cháy khẩn trương cứu hỏa, đồng thời gọi cửa nhưng bất thành. Liên quan đến sự việc, bác sĩ Trần Văn Khanh, giám đốc bệnh viện quận 2 chia sẻ trên Tuổi Trẻ, đơn vị nhận được tin báo có vụ hỏa hoạn vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Sau đó, bệnh viện đã điều động xe cứu thương đến hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân. Nhưng không may, 6 người đã không thể qua khỏi ngay trong vụ cháy. Còn một người tên T, sinh năm 1967, ngủ phía ngoài nên bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ thông báo bệnh nhân bị bỏng độ 2 và tinh thần đang bất ổn. Do nhận thức chưa đủ về an toàn giao thông và còn ham chơi nên không ít trẻ em lao ra đường và gặp tai nạn bất ngờ. Hầu hết những vụ tai nạn thế này đều được chia sẻ lại nhờ hình ảnh từ camera giám sát. Gần đây, trên đoạn đường gần khu vực dân sinh, một em bé khoảng 3 tuổi đã va chạm với một chiếc xe điện đi ngang qua cổng nhà. Do tình huống quá bất ngờ nên người điều khiển phương tiện đã không tránh kịp. Cụ thể, theo camera an ninh ghi lại cho thấy, vào lúc gần 11 giờ sáng, một bé gái khoảng 3 tuổi đứng trước cổng nhà cùng 3 đứa trẻ khác và một người phụ nữ. Chỉ trong vài giây, người phụ nữ quay sang đứa trẻ lớn hơn thì em bé 3 tuổi bất ngờ chạy sang bên kia đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe điện lao tới, không may va phải em bé. Từ đoạn clip có thể nghe rõ tiếng kêu hốt hoảng của người phụ nữ trước khi vụ việc ập đến. Người điều khiển xe điện có lẽ là một em học sinh nên đã rất bất ngờ. Cú va chạm xảy ra rất nhanh khiến ai nấy đều thảng thốt. Người phụ nữ khi đó vội vã lao ra nhưng không kịp. Chiếc xe điện khi đó đang lao tới không kịp dừng lại đã va chạm trực diện vào đứa bé, khiến em bị hất văng. Do đoạn clip chỉ chia sẻ lại khoảnh khắc sự cố xảy ra nên không rõ em bé thương tích ra sao. Trước đó, một vụ tai nạn thương tâm hơn cũng đã xảy ra từ lý do trên. Theo camera hành trình của một chiếc ô tô lưu thông vào chiều ngày 26 tháng 3 trên đường Nguyễn Trãi thuộc tổ 3, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang ghi lại, hai bé gái đột ngột lao qua đường và bị chiếc ô tô chạy qua tông phải do tốc độ của xe lúc đó khá nhanh. Không kịp xử lý tình huống, cú va chạm làm hai bé gái ngã ra đường. Một trong hai bé còn nhào lộn một vòng. Nhìn chung, đa phần những vụ tai nạn trên đều xuất phát từ sự bất cẩn của người lớn. Các bé có lẽ đã không được người lớn nhắc nhở về việc phải ngó trước ngó sau khi sang đường, hoặc không được phép lao ra ngoài đường lộ. Đối với trường hợp của hai bé nhỏ tuổi đứng chơi gần nhà, lao ra đường và xảy ra va chạm, người lớn có lẽ phải lưu ý hơn đến con em, giám sát chặt chẽ các bé khi ra đường. Bên cạnh đó, cần dặn dò các con thật cẩn thận trong việc không được tự ý ra ngoài khi chưa được người lớn cho phép. Đặc biệt phải luôn chú ý đến trẻ hoặc có thêm nhiều biện pháp bảo vệ như làm thêm thanh chắn cổng để đề phòng trường hợp các bé lao ra ngoài khi ham chơi hay thấy điều gì thú vị như chó, mèo, bóng bay hay là người quen. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.